Hôm nay thì em sẽ lái trải nghiệm cái chiếc xe Focus các bạn. Đó, xe là quá đã luôn. Sẵn cái mình quảng cáo mình bán cái chiếc này luôn nha. Máy xăng đúng 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 là chất lượng. Focus này giỏi dữ thiệt. Cực kỳ luôn. Mặc dù là xe là đã qua sử dụng hay còn gọi là xe cũ á đó, đó, nhưng mà xe chạy vẫn ngon nè, cách âm tốt, chân ga nhẹ giọt bốc. Mình định là một lát nữa mình mới quay, nhưng mà mình chạy mình cảm thấy nó đã quá, sẵn mình quay luôn ha, quay luôn đó, trải nghiệm trên đường luôn. Xíu nữa thì mình sẽ cho các bạn xem chi tiết của cái xe này, nội thất bên trong cũng như là ngoại thất bên ngoài nó như thế nào. Xe thì 5 chỗ Focus, nội thất thì bên trong là màu trắng kem với màu đen. Vô lăng thì da xe này, cái vô lăng là da da mềm xịn, có bốn chấu đạp rất bốc nha, đạp là dính dính lưng vô ghế luôn đó, êm có đôi cuộn tròn rồi luôn nè, nghe gọi trên vô lăng, âm lượng xin limited với hàng tốc độ nữa, và bản sport, bản sport đây khá thể thao, cách âm tốt ha, cách âm tốt. Xe này là mua là mình chạy liền thôi chứ không cần phải dọn dẹp hay là gì nữa hết nha quý anh chị em. À, còn thí dụ như quý anh chị em mà thích đó thì mình tân trang là mình trang trí này kia kia nọ rồi đó ha, cho nó đẹp. À, còn cái chất xe thì cái chiếc nào niềm không quay giới thiệu thôi, khi mà cái chiếc mà niềm quay niềm giới thiệu đây thì quý anh chị em là an tâm phần nào rồi ha, nghĩa là mình lựa cái chiếc xe mà ok ngon nhất đó mình mới quay mình quảng cáo để mình bán đó. Giờ thử nhóm nhóm ra thử nha, đó thấy không, đó giật liền như vậy dẫn. Sẽ cực êm quý anh chị em. Mình đã từng chạy qua những cái chiếc Camry ha, Camry thì mình cảm thấy là chiếc này còn dữ nữa ha. Đó, bóng nó vô phải dẫn đâu, nhìn cái xe khá là thể thao. Rồi mình tới đây mình sẽ quành lại nha. Ừ. Ở dưới này mình quay quay dưới luôn à. Cấm là chỗ nó cấm không cho vô gì. Cấm tụ tập buôn bán hàng rong, xe tập lái cấm vô đó. Mình sẽ lựa cái vị trí mà bóng mát tí xíu ha, bên đây xong rồi mình quay đó, ngay vị trí này đẹp luôn. À có camera rồi luôn nè, camera camera luôn. À nãy giờ là mình đi số D bình thường nha, chứ mình chưa có chạy thử cái số S, số thể thao như thế nào. Rồi mình tạm thời mình đậu đây cho nó mát mát ha. Rồi sẵn vị trí này thì mình giới thiệu luôn cái này cho anh chị em nhà, bằng da nè, cái thắng tay nè, không da chỉ khâu nè đó, mặc dù là theo năm tháng rồi nhưng mà còn rất là xinh nha. Nè, nhôm nhôm kéo lên đó, cái thắng tay mà có cái thế cầm như vậy đây thì cái lực kéo á, nó sẽ tốt ha, tốt nó sẽ ok, thuận tiện hơn là cái thắng tay kiểu truyền thống kia. Rồi vị trí này thì có cái tẩu sạc màu thuốc, hút thuốc thì không cần phải hút quẹt, tẩu sạc này là chúng ta hút thuốc. Rồi số là số thì có số D, số S là thể thao nè. Rồi chúng ta có thể là tăng
tăng giảm số ở trên cái cần ha, cần số. Đó, xe thì nhiều cái chi tiết là được mạ chrome, và bên cạnh đó là nhôm ha, nhôm dạng nhôm sức, nút vặn, những cái nút điều chỉnh vật lý, radio muốn xịt, đèn báo tình huống khẩn cấp, menu, một phone khóa. Cái này là cái khóa trung tâm là nó hay gì là cái khóa trung tâm là thường thường đặt bên cái vị trí là bên cánh cửa, bên ghế lái, nhưng mà lại là đặt ở trên cái hệ thống cụm điều khiển đa phương tiện đó. Những cái cánh gió thấy không, khá là lớn. Máy điều hòa thì tốt nha, lạnh là lạnh teo di luôn ha, máy điều hòa còn khá là ok. Hai dùng độc lập, auto luôn, tự động luôn. Rồi, quạt ha. Đó. Tăng giảm rồi hướng gió nè, gió lấy vô trong lấy vô ngoài, sấy kiến phía trước, sấy kiến phía sau luôn, có luôn. Cái này là đổ xe có hỗ trợ đổ xe chủ động luôn. Đời này thì cũng ok, màn hình là cảm ứng luôn đó, màn hình cảm ứng luôn, dữ dằn ha. Quét map luôn nè, có cái cam hành trình quét map luôn, YouTube luôn rồi. Mình kết nối vô đây mình xài thôi ha. Ở vị trí này là có cái cốp nè, đó chúng ta có thể là gắn một cái cục wifi ở đây phát luôn, thấy không? Để dành xài ở trên xe. Đó là chúng ta có thể là sử dụng lên mạng đồ được luôn nè. Đó, bên cạnh đó thì mình lên YouTube hay là lên Google Map nghe nhạc, xem phim đồ được luôn trên cái màn hình này nè. Đó, mình gắn vô cái mình kết nối rồi, màn hình cảm ứng khá là nhạy nha, ok luôn đó. Đó, Bluetooth được luôn đó, cực kỳ luôn, tuyệt vời, App Store luôn nè. Đó, rồi cửa hàng Play luôn đó, đó. Rồi tiếp theo thì Niềm sẽ giới thiệu thêm đó. Đây, ghế là ghế da nha, ghế da khá là xịn sò, ghế da và chất lượng của ghế là còn xài tốt ha. Rồi, quý anh chị em mà không cần phải làm gì hết, nội thất quá ok. Có cửa sổ trời nè, khá là tiện lợi đó. Cửa sổ trời ha, đó ok, cửa sổ trời vẫn còn hoạt động là tốt nha quý anh chị em. Đó, mình có thể là lấy gió không, hoặc là mình chở trẻ em theo á, con em đồ của mình đó, mình cũng có thể là cho nó đứng lên đây để chơi ngắm cảnh rồi chụp hình quay phim đồ được luôn. Quý anh chị em mà mua xe này để đi chụp hình quay phim đám cưới đám tiệc rồi đó thì cũng được ha. Mình đứng đây mình cầm cái máy đó. Rồi tiếp theo thì đây mình sẽ thử cửa kính một chạm ha, một chạm lên xuống đó. Coi như là kính chỉnh điện, gương là chỉnh điện, gập gương điện đó. Và phiên bản này thì đây đèn đèn chiếu sáng này, đèn chiếu sáng là khu vực này nè ha. Đó. Cái này là tăng giảm cái độ sáng của cái màn hình đồng hồ và cái màn hình đa phương tiện, đa thông tin luôn. Ok ha. Nè, u lăng nè, ngon lành cành đào. Đồng hồ Oro của mình là đi được là 89.133 9.133. Đồng hồ này là đồng hồ analog, đồng hồ cơ
nhìn cũng rất là thể thao nha. Ở bên đây là thể hiện vòng tua nè, vòng tua đạp thử đó, không nhúng nhẹ cái là lên 3-4 ngàn đó. Còn bên đây là đồng hồ tốc độ đó. Thì tầm tài chính đâu đó nó tầm khoảng là 300 ngoài ha. Thì đây một chiếc xe để chúng ta đi gia đình hoặc là chúng ta đi công việc hàng ngày, đi làm, đi cà phê rồi ha. Đó, cuối tuần cái chở vợ con rồi đi đi phượt ha, không? Đi du lịch cũng khá là ok. Đó, Focus phiên bản Sport S. Cái cốp đựng đồ phía sau này khá là rộng nha. Đó. Ngồi vô đây nằm ngủ được luôn nè, khá là rộng á. À, cụm đèn hậu cũng nhìn thấy rất là lưỡng, thấy không? Cụm đèn hậu dùng sử dụng bóng là halogen, bóng to to nha. Đây, xin mời quý anh chị em là mình đi lựa một vòng nha. À, có cái đuôi cá này nhìn rất là thể thao. Và xe Focus thì cái vỏ của nó rất là dày nha, dày cứng, thấy không? Xe khi mà thiết kế mà dày như vậy đây thì cái khí động học đó, đó gọi là cái nói đơn giản thôi, cái cách âm á sẽ tốt đó. Tại vì khi mà thiết kế cái thân vỏ mà nó dày như vậy thì gió mình đi tốc độ cao á và cái dao động cái dư chấn á đó, khi mà xe tiếp xúc với mặt đường cũng vậy luôn, đó nó sẽ ok hơn là cái xe mà thiết kế mà nó mỏng quá ha. Đó, cái sát nó nhẹ quá đó, nó cũng ảnh hưởng đến là cái độ an toàn khi mà chúng ta lái xe. Bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó thì thiết kế mà cái vỏ xe mà nó mỏng quá thì nó rung, nó dao chấn nhiều, đồng nghĩa với cái việc là sẽ ồn. Lý do tại sao mà xe Ford mà cách âm tốt là lý do là Ford là thiết kế lúc nào cũng dày, ha, dày chắc đó. Và sử dụng những cái chất liệu là xịn sò Ford. À, đèn thì đèn halogen, thấy không? Halogen là kết hợp với cái cầu led đó, cái bóng led. Và cái đèn pha cản, đèn sương mù ở dưới này thì mình nhìn thấy là còn ok nha. Ok. Có cảm biến phía trước luôn nè. Đó. À, thì coi như là cái xe này á, niềm đã có test sơ bộ rồi, chủ yếu là cho quý anh chị em là coi ngang cái nữa thôi. Quá ok rồi, cái xe là giá là cực kỳ tốt luôn nha, giá cực kỳ tốt luôn đó. À, để mà kiếm được một cái chiếc xe mà cái chất nó còn như thế này đây và cái giá phải nói là ok thì cũng hơi khó đó nha. À, đôi khi là quý anh chị em á, mua xe là hay để ý là tới cái odo, cái km đó. Thì cái này á, là niềm là tâm sự luôn và cũng thẳng thắn nói thật với quý anh chị em luôn là đừng có để ý tới là cái odo, cái km đó, xe đó là đi bao nhiêu nữa, thấy không? Đó, chủ yếu là cái chất xe thôi, cái chất xe hiện trạng cái xe là nó như thế nào thôi, chứ mà quý anh chị em mà quan tâm, thấy không, quan trọng cái năm của cái xe nè với cái odo nữa là tiêu đó. Nhiều anh chị em là hỏi xe ở xe đó năm nhiêu, cái mình nói là năm 2015 đi đó, rồi xong cái xe khác cũng nghe đâu rao bán ở trên mạng vậy đó, 2017 thấy không, 2017. Rồi cái thắc mắc là ủa sao xe 2015 mà cái giá nó bằng với xe 2017 đó, cái thấy vậy cái mình lụm xe 2017 là tiêu tiêu liền đó, đơn giản thôi. Tại sao cái xe nhiều khi là cái xe 2015 nhưng mà cái giá nó cao hơn 2017 nữa? Lý do là cái xe 2015 là người ta đi ít và cái chất xe nó còn ngon thì đương nhiên là cái giá nó sẽ phải cao hơn rồi. Tại vì bán là bán hiện trạng cái xe và xe ô tô con là không niên hạn ha. Giờ nói thí dụ gì cho đơn giản cho quý anh chị em dễ hiểu nè. Thí dụ như cái chiếc xe 2015 nhưng mà thực tế á, cái xe đó là chỉ mới đi có 20.000 cây thôi. Đó, lý do tại sao mà xe đi ít.
Thì lý do là xe ở nội ô của thành phố Hồ Chí Minh, xe nhiều khi chủ xe là có 3-4 chiếc xe nữa đó, rồi là ít đi, thấy không? Từ nhà đi đến công ty, đến chỗ làm thì đoạn đường nó ngắn, thì đương nhiên là xe ít xài, và giá của cái xe thì đương nhiên nó sẽ ok, thấy không? Còn cái xe 2017 mặc dù là mua sau 2 năm đó, nhưng mà người ta đi là tới là 80.000 cây, thấy không? Cả 100.000 cây rồi. Và xe xài không kỹ nữa, xài nó nhão hết. Nội thất thì nó xài nó mòn, thấy không? Nó cũ mềm. Đó, nó xuống cấp. Còn ngoại thất thì cọ quẹt chày chụa mớp méo, sơn phết đắp giá. Đó. Rồi chưa kể là gặp dân là không biết xài xe, xài ẩu nữa. Cái xe nó nhão hết trơn. Thì đương nhiên là chiếc xe 2017 sẽ có giá thấp hơn chiếc xe 2015, lý do là vậy, thấy không? Cho nên quý anh chị em mà mua xe, thấy không? Đi mua xe cũ mà dựa vô cái năm, rồi dựa vô cái đồng hồ, cái km là tiêu liền. Thế nào cũng bị dính chấu à, thấy không? Không dính cái này thì cũng dính chưởng cái kia. Đó, thí dụ như cái xe này 70-80 rồi thí dụ nè, thí dụ như tại sao mà niềm bán cái xe mà nó cùng năm luôn đi, nó cùng năm với nhau đi, thí dụ như cái xe đều là 2020 hết đó, nhưng mà một xe là đi là 30.000 cây với một xe là đi là 50.000 cây. Vậy thì tại sao cái xe là đi 50.000 cây cái giá nó lại bán cao hơn cái xe là đi 30.000 cây, thấy không? Đó, nó cũng có cái lý do của nó. Lý do thí dụ như thế này nè, mặc dù là cái xe là mua cùng năm với nhau luôn, cùng một loại xe luôn, cùng phiên bản luôn ha, mà xe đi 50.000 cây, tuy là người ta đi nhiều nhưng mà người ta xài kỹ, nội thất ngoại thất còn ok, không bị đâm đụng, không bị thủy kích đó. Và xe là chủ là biết xài, dân đã xài nhiều xe rồi, biết xài xe, xài rất kỹ luôn, máy móc là chạy là còn rất ok, không có bị nhão, không bị xuống cấp gì hết, bảo hành bảo dưỡng nhớt nhau rồi, thay định kỳ, chăm sóc xe tốt đó. Còn cái xe 30.000 cây á, mặc dù là đi ít hơn nhưng mà là ngại, thấy không? Ngại tốn tiền, rồi là keo kiệt đó, không có chăm sóc xe thường xuyên, không có mang đi là bảo dưỡng định kỳ, rồi là nhớt nhau rồi định kỳ nữa đó, rồi mới sắm xe lần đầu, mới biết chạy xe đó, rồi là chạy xe là vận hành không có đúng hướng dẫn kỹ thuật đó, thì thành ra là xài cái xe nó nhão hết trơn. Mặc dù là đi ít km hơn nhưng mà xe không có chăm sóc đó, không có kỹ lưỡng, xài là cọ quẹt, thấy không? Cọ quẹt thì chưa nói là đâm đụng nha, chứ nói là cọ quẹt chày xước, thấy không? Rồi á là không có xịt rửa đó, không có vệ sinh nội thất ở bên trong xe, xài ẩu, cái xe nó xuống cấp. Thì đương nhiên là mặc dù là cái xe là cùng năm 2020, cùng phiên bản đó, nhưng mà cái xe 50.000 cây đương nhiên người ta xài cái xe kỹ thì cái giá nó phải cao hơn cái xe đi 30.000 cây, lý do đó là vậy. Rồi cho quý anh chị em là đi một vòng nha, một vòng cái. Rồi quý anh chị em là muốn sở hữu cái chiếc xe này, thấy không, qua kết nè, thì cứ việc alo cho Niềm, số điện thoại Niềm có để bên dưới màn hình, quá đẹp đó, quá đẹp luôn. Cái mâm nè, 1, 2, 3, 4, 5 năm chấu kép, mâm này là nhôm, thấy không, nhôm đúc rồi, cực kỳ luôn, không đúng đúng luôn. Cái này là không phải là mình bán mà mình tăng bốc cái xe này nha, cái chiếc này là chạy chân ga máy giọt lắm đó, pocket mà chạy giọt lắm. Quý anh chị em mà muốn xài gia đình 4 chỗ 5 chỗ, phải không, lấy con này đi, đi chơi là ngon lành luôn, đi cà phê rồi cuối tuần gặp gỡ bạn bè cũng ngon nữa. Mặc dù là xe cũ, xe đã qua sử dụng nhưng mà còn ngon. Đó, cũ người mới ta, thấy không?
Nói chung là mình có tiền, mình ngồi trên xe ô tô là cho dù là xe cũ hay là xe mới vậy là mình cũng là người có tiền rồi. Không có gì phải sĩ diện hay gì hết, đúng không? Có tiền, có xe ô tô đi là mình có tiền rồi. Rồi nói tóm lại thì anh chị em mà muốn chốt cái xe này thì gọi ngay cho Niệm, số điện thoại Niệm có để bên dưới màn hình. Khi mà mình ngồi ở cái băng ghế phía sau nè thì mình cũng cảm thấy là dễ chịu, ngon lành. Đó. Ghế da. À, nội thất của xe này là không cần phải là dọn gì hết nha. Quá im mà không cần phải làm gì hết. Nói chung là cái xe nào mà đã qua sử dụng mà Niệm, thấy không, xe cũ á, mà Niệm quay, Niệm giới thiệu quảng cáo để bán á, thì quý anh chị em là chỉ có việc là chốt với chốt thôi. Tại vì mình lựa, thấy không, mười mấy hai chục xe đã qua sử dụng mà mình chỉ lựa một chiếc, hai chiếc mình đi quay thì cái xe đó là còn ngon. Và giá cả là ok luôn đó. Đó, đối với cái xe này nè, thấy không, đó, 5 chỗ. Ở phía sau này thì có cái cốp đựng đồ nữa. Đó. Có cái cửa sau nữa, cực kỳ luôn. That's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack. I go crazy. Nah, but I ain't.